À, kính thưa quý thầy cô, các anh chị đồng nghiệp, thì em đại diện nhóm nghiên cứu gồm có phó giáo sư là Phạm Thế An của Đại học Dược Hồ Chí Minh, các thầy cô như thầy Giáp, cô Lan, thầy sĩ của Hội Hô hấp Việt Nam và bác sĩ Cẩm Hồng là đang là nghiên cứu sinh của Đại học Queensland. Thì cái nghiên cứu này nói về cái quan điểm của bác sĩ Việt Nam trong cái việc kiểm soát hen. Thì nghiên cứu này được tài trợ bởi công ty GSK. Thì phần trình bày gồm có một số cái nội dung như là đặt vấn đề, phương pháp nghiên cứu, kết quả và bàn luận. Thì khi mà Gina đưa ra cái, xin lỗi, không biết sao nó không ăn. Khi mà Gina đưa ra cái khuyến cáo thay đổi từ năm 2019, thì chúng ta biết rằng có nhiều cái chỉ dẫn cũng tương đối rõ ràng. Có hai cái cách chúng ta tiếp cận điều trị hen cho bệnh nhân. Ở mỗi cái cách tiếp cận thì chúng ta có những cái bước tương đối cụ thể, rõ ràng với loại thuốc, liều lượng. Tuy nhiên việc tiến hành cái áp dụng cái guideline này trên thế giới nó có nhiều cái gọi là chưa được thống nhất, có thể có một số nơi vì lý do thuốc men, cũng có thể một số nơi vì những cái quan điểm của bác sĩ có thể khác nhau, cho nên việc áp dụng các cách một hay cách hai, các loại thuốc nào để cho bệnh nhân duy trì hay các cơn có thể là khác nhau ở các quốc gia khác nhau, và tại Việt Nam thì chưa có nghiên cứu nào để so sánh hay tìm hiểu các quan điểm của bác sĩ khi chúng ta tiến hành khởi trị cho bệnh hen hay là tiến hành điều chỉnh cái thuốc. Thì chúng tôi làm cái nghiên cứu này để đánh giá cái quan điểm đó của bệnh nhân, của bác sĩ. Thì về cỡ mẫu á, thì đầu tiên thì nhóm nghiên cứu thiết kế là lựa chọn là 60 bác sĩ ở miền Bắc, 60 bác sĩ ở miền Nam và 50 bác sĩ ở miền Trung, 30 bác sĩ ở miền miền Tây. Và cái hình ở trong là số đây là cái số chỉ tiêu mà nghiên cứu đặt ra, cái màu đỏ là cái số bác sĩ đã hoàn thành và đủ tiêu chuẩn để đưa vào phân tích. Thì bản đồ đây chúng ta thấy là hầu hết các bác sĩ ở nhiều cái tỉnh thành trên cả nước tham gia trong cái nghiên cứu này, với tổng cộng là 249 bác sĩ đủ tiêu chuẩn để đưa vào phân tích. Ai là những người tham gia nghiên cứu này? Thì đó là các bác sĩ từ danh sách của những cái bác sĩ mà tham gia cái mạng lưới APOQ ở cả nước. APOQ là cái đơn vị quản lý hen CPD ngoại trú, và công cụ sử dụng là bộ câu hỏi Apparent đã được sử dụng trước đó ở bốn nước là Úc, Trung Quốc, Philippines và Canada. Thì đây là với tổng cộng là 300 bác sĩ được mời, thì có 249 người trả lời đủ các thông tin để đưa vào phân tích. Họ là có những bác sĩ có 3 năm kinh nghiệm làm việc và điều trị ít nhất là 4 bệnh nhân hen trong một tháng trở lên, và không có xung đột lợi ích như là không có chịu trách nhiệm đưa ra các quyết định về thuốc men trong bệnh viện hay là không có hoạt động trong các công ty. Thì điều kiện để phân tích là họ phải công bố cái gọi là địa phương người ta đang làm việc, và thời gian khảo sát là trên 20 phút, trả lời ít nhất là 70 câu hỏi, 70% các câu hỏi, và không có trả lời là không biết hay là không có ý kiến ít hơn 20% cái tổng số câu hỏi được đưa ra. Thì đa phần các bác sĩ là bác sĩ hô hấp chiếm 43%, bác sĩ nội khoa là chiếm 43% và bác sĩ đa khoa là khoảng 10%. Đa phần các bác sĩ là làm việc tại đơn vị nhà nước, và phần lớn ở đây chúng ta thấy là ở thành phố lớn hoặc là ngoại ô của thành phố lớn hay là các thành phố nhỏ. Điều này cũng nói lên là các bác sĩ này đang thực hành ở những nơi mà có đủ thuốc men để người ta có thể có một cái gọi là cái quyền mạnh mẽ hơn để lựa chọn các thuốc điều trị cho bệnh nhân, chứ không phải ở những nơi tỉnh lẻ hay là những vùng nông thôn thì rất là khó để chúng ta, mặc dù có kiến thức nhưng mà lựa chọn có thể nó rất khó khăn. Phần lớn bác sĩ là tham gia nghiên cứu này là điều trị bệnh nhân người lớn từ 18 tuổi trở lên, và trong số các bệnh nhân mà đi tới khám tại phòng khám của các bác sĩ thì bệnh nhân mới thì chiếm 23%, bệnh nhân tái khám theo dõi thì chiếm 75%. Khi mà hỏi là bác sĩ có phân độ mức độ nặng của bệnh nhân trong quá trình điều trị hen cho bệnh nhân hay không, thì các bác sĩ Việt Nam trả lời là 97,2% là trả lời là có. Cái số này cũng tương đối khá và tương đồng với lại các quốc gia khác trong cái nghiên cứu trước đây như là Úc, Canada, Trung Quốc và Philippines. Trên 90% các bác sĩ là đều phân loại, xếp loại bậc 1, 2 và 4, 5 khi mà tiếp cận điều trị cho bệnh nhân. Và trong số những bệnh nhân được xếp loại nặng, trung bình, nhẹ
thì bao nhiêu phần trăm là chiếm tỷ lệ trung bình nặng nhẹ theo các bác sĩ Việt Nam? Thì đây chúng ta thấy là 45% là hen nhẹ, 39,8% là hen trung bình và 14% là hen nặng. Thì so với lại các nước khác trong khu vực thì chúng ta thấy rằng cái tỷ lệ hen nhẹ ở nước mình có vẻ như các bác sĩ nhận định là nó ít hơn so với những nước khác trong cái nghiên cứu Adherence quốc tế trước đó. Điều đó cũng có thể phần nào đó là do bệnh nhân của nước mình có thể họ đi tới khám tương đối trễ so với lại các nước khác. Chẳng hạn có lẽ vì lý do đó mà tỷ lệ bệnh nhân hen nhẹ của mình nó thấp hơn là cái hen nhẹ ở các nước khác trong khu vực. Khi được hỏi là bác sĩ dùng cái phương tiện nào để chẩn đoán hen cho bệnh nhân thì điều may mắn ở đây chúng ta thấy là phần lớn là có sử dụng hô hấp khí. Bên cạnh cái tiền sử bệnh sử bệnh nhân được khám lâm sàng thì tới 76% là có sử dụng hô hấp khí. Cũng có thể là do nhiều cái hoạt động của các hội lớn rồi các đơn vị tài trợ cho nên có nhiều cái máy hô hấp khí được đến những cái trung tâm ở tuyến quận tuyến huyện hay là các thành phố lớn hay là ngoại ô của thành phố lớn cho nên chúng ta có đủ phương tiện để chẩn đoán hen cho bệnh nhân. Và cái cách xếp loại hen dựa vào đâu thì các bác sĩ cũng đa phần chọn là dựa vào tiền sử bệnh của bệnh nhân, dựa vào khám lâm sàng và dựa vào hô hấp khí. Khi được hỏi là cái tỷ lệ bệnh nhân báo cáo là có cái đợt cấp ở mức độ hen nhẹ trung bình nặng như thế nào thì 50% bệnh nhân hen nhẹ được bác sĩ cho rằng có báo cáo là có đợt cấp, 76% hen trung bình là có đợt cấp và 100% hen nặng là có đợt cấp. Thì cái trend này nó cũng ảnh hưởng tới cái quyết định hay là cái gọi là cái mục tiêu điều trị của bệnh nhân của bác sĩ trong những cái slide tiếp theo. Đây là slide để hỏi là gì cái mục tiêu quan trọng nhất của bác sĩ khi mà điều trị cho bệnh nhân hen nhẹ trung bình nặng là như thế nào? Thì có ba câu trả lời là kiểm soát triệu chứng, thứ hai là giảm đợt cấp, hay thứ ba là kiểm soát hen theo RINA hay là theo ACT, nghĩa là bên cạnh triệu chứng có thêm một số tiêu chí khác, ví dụ như số lần sử dụng thuốc cơn hay là ACT thì nó có cái đánh giá chung của bệnh nhân. Thì người ta thấy rằng á, hen mức độ mà càng nặng lên chừng nào thì có khuynh hướng các bác sĩ chọn là mục tiêu điều trị của họ là giảm đợt cấp, còn hen nhẹ thì mục tiêu điều trị là muốn kiểm soát hen, tức là kiểm soát triệu chứng hơn là giảm cái đợt cấp cho bệnh nhân. Hỏi về vấn đề tuân thủ thì chúng ta thấy rằng hen nhẹ thì 57% tuân thủ, còn trung bình nặng thì 70%. Con số này cũng tương đối phù hợp với lại cái tỷ lệ tuân thủ bệnh mãn tính ở nhiều nước trên thế giới, trong đó có bệnh hen, trong đó có bệnh CVD. Và chúng ta biết rằng bệnh càng nặng thì tuân thủ nó càng càng cao chừng đó. Bệnh hen thì tuân thủ kém hơn CVD, hen nặng thì tuân thủ nó sẽ gọi là cao hơn là hen nhẹ, bởi vì càng nặng chừng nào thì bệnh nhân không dám bỏ thuốc. Khi hỏi về cái lựa chọn ban đầu khi chúng ta tiến hành điều trị cho bệnh nhân truffle hay cắt hai thì chúng ta thấy ở đây đây là khởi động điều trị cho bệnh nhân hen nhẹ, thì chúng ta thấy là điều trị theo truffle hai, nghĩa là chúng ta sử dụng ICS cộng với lại Saba khi cần hoặc là ICS mỗi ngày, thì chúng ta có thấy là 42% bác sĩ là chọn cái khởi động điều trị bằng cái truffle hai cho bệnh nhân, còn 29 gọi là 30% là khởi động bằng ICS phòng cholesterol khi cần. Đối với lại hen trung bình nặng thì như thế nào? Thì chúng ta thấy rằng ở đây thì là cái này so sánh với các nước khác trên khu vực thì đa phần các bác sĩ ở các nước khác thì người ta thấy cuộc chọn cái truffle một là ít hơn dùng cái ICS hoặc Montero khi cần, thì ít hơn cái truffle hai là dùng ICS mỗi ngày có thể có hay không có lại salbutamol cắt cơn. Đối với hen trung bình nặng thì như thế nào? Thì lựa chọn khởi đầu điều trị ở đây chúng ta thấy là truffle hai là dùng cái liệu pháp SMART. Cấp 1 SMART thì có 21,7% thôi, nhưng mà cấp 2 chúng ta dùng ICS Saba cố định gọi là PRD thì là 61,5% cao hơn đáng kể so với lại cái lựa chọn liệu pháp SMART. So với các nước khác trong khu vực thì chúng ta thấy rằng tỷ lệ bệnh nhân, xin lỗi, tỷ lệ bác sĩ mà chọn cái liệu pháp gọi là liệu cố định nó cũng cao hơn đáng kể so với liệu pháp SMART trong điều trị bệnh hen mức độ trung bình nặng. Khi được hỏi là cái tần suất mà các bác sĩ chuyển đổi giữa các loại ICS LABA này qua cái ICS LABA khác khi mà hen nó không được kiểm soát, các triệu chứng nó không được cải thiện thì có hay không, thì hầu như là đa phần các bác sĩ là thường xuyên hay là thỉnh thoảng chuyển đổi từ loại thuốc này qua loại thuốc khác, thì đó cũng rất là phổ biến tại Việt Nam. Khi chúng ta chọn lựa một điều trị ban đầu nào đó mà chúng ta thấy là nó không cải thiện, thì bên cạnh cái việc mà cải thiện cái khả năng sử dụng thuốc của bệnh nhân cho đúng kỹ thuật, cải thiện cái tuân thủ, thì chúng ta cũng có thể thay đổi điều trị cho bệnh nhân. Khi được hỏi là
có biết cái cách mà điều trị theo nhu cầu của bệnh nhân khi mà tiếp cận điều trị cho bệnh nhân hen nhẹ bậc 1 bậc 2 hay không? Thì đa phần các bác sĩ là trả lời là biết, 85% là biết. Và khi bệnh nhân tới khám thì cả 95% bác sĩ là cũng có hỏi về cái vấn đề tuân thủ điều trị của bệnh nhân. Và trong đó thì cũng 92,4% có hỏi là bệnh nhân nếu mà lên cơn thì sử dụng các thuốc hay là có biện pháp nào để cắt cơn. Thì các thuốc và biện pháp cắt cơn thì ở đây chúng ta thấy là tỷ lệ chính người ta sử dụng là khoảng 60% là sử dụng từ bình xịt MDI định liều. Rồi phần kế tiếp là 13,7% là sử dụng MDI kết hợp với buồng đệm, còn bình xịt bột khô là khoảng 19%. Máy phun khử trùng thì rất ít, nên là khác với lại các bác sĩ điều trị hen nhi. Chúng tôi thấy tại thành phố Hồ Chí Minh đa phần các bác sĩ nhi là cho tất cả các bệnh nhân nhi hen nhi là đều mua cái máy phun khử trùng. Trong khi các bác sĩ người lớn thì ít hơn, bởi vì chúng ta biết rằng sử dụng bình xịt rồi nếu mà cần thiết lắm kết hợp với buồng đệm thì hiệu quả cũng rất là cao. Về liệu pháp SMART thì 85% bác sĩ trả lời là biết cái liệu pháp SMART, và cái tỷ số này nó cao hơn một số nước trong khu vực. Và khi được hỏi là khi mà kê đơn ai sẽ là ba chứ vậy? Dạ, em còn máy slide. Thì đa phần các bác sĩ Việt Nam báo cáo là biết được SMART, và so với lại các nước trong khu vực thì chúng ta thấy ở đây cái liệu pháp SMART cũng được đa phần các bác sĩ biết. Nhưng mà cái tỷ lệ sử dụng kết hợp với SABA thì đây chúng ta thấy là luôn luôn hầu hết thì chiếm tới gần tới 90% bệnh nhân là sử dụng cái SABA thì kết hợp với liệu pháp SMART. Điều đó có vẻ như là nó không đúng, nhưng mà có thể nhiều lý do. Chúng ta có thể làm thêm cái nghiên cứu về định tính để hiểu là tại sao các bác sĩ lại cho thêm SABA thì kết hợp SMART. Có thể là do người ta không tin tưởng lắm cái hiệu quả cắt cơn nhanh của các thuốc isotretinoin, hoặc là vì lý do thói quen của bệnh nhân, vân vân. Như vậy đối với lại các bác sĩ Việt Nam thì cái mục tiêu điều trị quan trọng nhất trong hen nhẹ là kiểm soát triệu chứng, kiểm soát chung theo các tiêu chí của GINA hay là ACT. Nhưng mà đối với hen nặng trung bình thì là cái nguy cơ giảm xuất hiện đợt cấp là cái mục tiêu quan trọng của các bác sĩ. Và hầu hết các bác sĩ Việt Nam thì biết được cái liệu pháp SMART nhưng mà lại kê toa cái SABA trong liệu pháp SMART. Điều đó cần thiết là chúng ta phải training thêm về các cái cách tiếp cận điều trị hen cho bác sĩ một cách hiệu quả hơn, đúng đắn hơn, hay là chúng ta tìm hiểu thêm để biết tại sao bác sĩ lại làm như vậy. Xin chân thành cảm ơn quý thầy cô và anh chị đã lắng nghe.